Thục Oanh ơi, bây giờ em ở đâu? Em còn sống hay là em đã chết? Em có biết là hằng ngày anh và con phải lê lết nơi đầu đường xó chợ để tìm em hay không? Bà con cô bác ơi, có ai thấy cô ca sĩ Thục Oanh ở đâu không? Hãy chỉ giùm tôi. Oanh ơi, hiện giờ em ở đâu? Anh đã bao đêm bao ngày mộng, ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm. Nhưng ai đã gây cho mối tình tan vỡ để tình chung thủy? Vì ai gieo cánh đắng cay để giờ anh sống kiếp đơn côi biết về đâu khi đường tương lai mịt mờ tâm tối mà lối đi về không có ngày mai vì người ta đã cướp đi đôi mắt của dòng mong manh có ngày gặp lại người bạn tình xưa một thời xa cách đấy chơi bớt đi nỗi sầu cô lẽ cho con gặp mẹ bớt cảnh đơn côi Oanh ơi Oanh ơi em có biết không giờ em ở nơi nào tiếng già kêu sương nức nở bạn chúng tình đã chết cũng như em đã chết nhưng chỉ thương cho con trẻ có làm chi nên tội mà phải chịu đỏ đài trong cái cảnh nắng sinh Oanh ơi anh mong em về để dơi bớt cảnh đơn côi quãng đời còn lại tràn đầy ý sống mãi mãi bên anh em là người vợ hiền chung thủy là hơi thở êm đềm là ánh sáng tinh anh gió đưa xác lá xa cành để cây thương nhớ cành xanh úa tàn à ơi nhàn lạc đàn kêu sương thảm thiết mất em rồi thương biệt mày Oanh ơi gương xưa mong được liền đôi đón mùa xuân mới hương đời nồng say Oanh ơi hiện giờ em ở nơi đâu em còn sống hay là em đã chết em có biết là thân anh đuôi mù hằng ngày phải dẫn con đi nơi đầu đường xó chợ để tìm em hay không? Bà con cô bác ơi, có ai thấy cô ca sĩ Thục Oanh ở đâu không? Hãy chỉ giùm tôi. Oanh ơi,
hạ bụi nào qua kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mịt mù, tiếng vọng nào gõ nhịp trong tôi. Ôi cát bụi mịt mù, tiếng vọng nào gõ nhịp trong dạ. Cha con tôi xin cảm ơn bà con cô bác đã bố thí cho cha con tôi những đồng tiền chén gạo để tôi làm lộ phí đường xa, để con tôi đi tìm mẹ của nó. Dạ cha con tôi xin cảm ơn bà con cô bác. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn.